Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Thưa quý vị, vận khí của thiên địa cũng như của con người vận động không ngừng. Cứ qua mỗi thời điểm khác nhau thì sẽ có sự thay đổi lớn về thời vận. Thế nên quý vị cần phải xem tử vi cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 12 âm lịch của mình. Và từ đó thì có thể nắm bắt được thiên cơ, từng bước hóa giải được vận hạn, đón tài lộc về với mình và gia đình của mình. Xem tử vi cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 12 âm lịch thì cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn biết được cuộc sống của mình trong tháng 12 sẽ có những thay đổi như thế nào, gặp sao chiếu gì, vận hạn ra làm sao. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến vận hạn sức khỏe gia đạo và công danh, hay là không ảnh hưởng gì thì chúng ta sẽ được biết rõ. Và từ đó thì sẽ biết được những việc cần thiết phải làm để gia tăng tài lộc và may mắn trong tháng 12. Đồng thời, cũng qua việc xem tử vi thì thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt cũng đưa ra những phương pháp hóa giải nhanh chóng và chính xác nhất, giúp cho quý vị phần nào giảm thiểu được những vận hạn hung họa sẽ xảy đến với mình trong tháng 12 âm lịch. Và sau đây thì sẽ là nội dung chi tiết về lá số tử vi cho tuổi Đinh Dậu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Đinh Dậu thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến cho tuổi Dậu không thích giao du với quá nhiều loại hình người. Đinh Dậu chủ động và nhiệt tình, cởi mở, giao tiếp rộng rãi, họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Đinh Dậu chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ coi vẻ ngoài là tài sản quý giá và dành nhiều thời gian để chăm chút. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt là chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Người sinh năm Dậu nói chung có tính cách logic và sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ có khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, họ có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người trong khi vẫn giữ được mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp cho Đinh Dậu trở thành một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc. Đinh Dậu sinh năm 1957 sẽ đón một tháng mới với nhiều may mắn. Mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư dả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, bản mệnh nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà. Quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Đinh âm hỏa gặp tân âm kim nên gọi là thất sát. Trong tháng này gia chủ tuổi Đinh Dậu nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề khiến mọi việc tốt đẹp hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng Tân Sửu năm Tân Sửu cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn, chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Tháng này người tuổi Đinh Dậu có thể mong đợi rất nhiều may mắn để kiếm tiền so với tháng trước. Tuy nhiên tuổi Đinh Dậu đã bước vào tuổi trung niên, một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe của bạn quan trọng hơn tất thảy. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho bạn, giúp bạn nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân. Song cũng không được nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý của bạn. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình cứng rắn của bạn rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, bạn nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi cộng đồng. Đó cũng chính là hoạt động ý nghĩa giúp bạn lấy lại tinh thần. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp và tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý vì có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm đó chính là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe người tuổi Đinh Dậu trong tháng này không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần của người tuổi Đinh Dậu có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bạn chủ quan không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Bạn cần phải chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Đinh Dậu sinh năm 1957. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều đến chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến cho đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến cho số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Ở độ tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng, vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh bạn giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Các bạn đã bên nhau nửa đời người, đủ hiểu cái gì cần thiết với gia đình của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải lắng nghe tâm tư của vợ chồng mình để mối quan hệ của hai người được tốt hơn, đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải theo ý của mình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu, năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Đinh Dậu trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 12 năm 2021, tức ngày 14 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 12 năm 2021, tức ngày 26 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đồ Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Dậu trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 12 năm 2021, tức ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 12 năm 2021, tức ngày 15 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 12 năm 2021, tức ngày 27 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng đều dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Năm nay, gia chủ Đinh Dậu sinh năm 1957 nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Đinh Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh và cùng với đó là số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Trân trọng cảm ơn! Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Bởi vì mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 12 âm lịch và từ đó thì chúng ta có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.